Bà Tăng Minh Hiếu rất vui được gặp quý vị trong chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng mỗi ngày trên kênh TTV11 và chương trình được sự phối hợp thực hiện bởi Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình tin tức Sài Gòn. À, quý vị thân mến, trong những ngày cuối năm này chắc hẳn là quý vị đang sửa soạn cũng như tân trang lại nhà cửa của mình và bên cạnh đó sẽ gặp gỡ hàng huyên những mối quan hệ mà cả năm qua chúng ta ít có thời gian gặp đúng không ạ? Và trong những dịp cuối năm này thì việc mà chúng ta cùng mời nhau một ít rượu một ít bia là một thói quen cũng như là một văn hóa trong việc chúng ta giao tiếp ngay tại việt nam mình nhưng mà có một câu chuyện xảy ra là nhiều người hay ép nhau uống chén rượu ly bia và lầm tưởng đây là cách để thể hiện tình anh em nhưng mà đem đến những cái hậu quả khôn lường cho nên ngày hôm nay hành vi ép người khác uống rượu bia là hành động vi phạm pháp luật và nó còn gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm khi chúng ta uống quá chén và với chủ đề này, Minh Hiếu xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ luật sư Nguyễn Trần Thiên đến từ đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào luật sư. Xin chào Minh Hiếu, xin chào khán giả đang theo dõi chương trình. Trong những ngày này thì chắc hẳn luật sư cũng rất là bận rộn với việc gặp gỡ các đối tác cũng như là những mối quan hệ khác của mình đúng không ạ? Vậy thì luật sư có cảm nhận gì về việc bị ép uống rượu bia trong những dịp liên hoan cuối năm hoặc là trong những ngày Tết ạ? À? À, với một cái tần suất mà mà càng về cuối năm á, thì các cái buổi tất niên của yeah. các cái đối tác cũng như là của các cơ quan ban ngành á, cũng như là anh em ngồi với nhau là cái nhu cầu nó hiển nhiên và chúng ta không thể né tránh được Nên là, ví dụ như chúng ta nếu mà có tham gia thì uh, như tôi thì tôi đến tôi uống um, với anh em uh, với bạn bè với đối tác mỗi nơi một chút thôi yeah. nhưng mà nếu mà gặp nhầm cái lúc mà có một vài người quá hưng phấn đi thì họ cứ ép mình uống và khi ép mình uống như vậy thì trước tiên là mình rất là mệt do cái sức khỏe mình nó không đảm bảo thì nó ảnh hưởng công việc rất là nhiều. Dạ. Và phải. Đấy nó nó rất là nhiều cái hệ lụy như vậy khi mà bị ép uống rượu bia. Đôi khi người ta nghĩ là vui và người ta nghĩ là gặp nhau nên hết mình nhưng mà nó đi kèm một từ nữa đó là khó xử. À, chúng ta không biết phải từ chối như thế nào nhưng mà bản thân chúng ta thì cũng muốn hòa mình với cuộc vui đó nếu như vậy thì bây giờ chúng ta phải xử lý cái ngọn ngành đầu tiên là cái người mời chúng ta đã cái người mà ép chúng ta đã vậy thì đối với hành vi này sẽ bị xem là vi phạm pháp luật hay không ạ à? và sẽ bị một cái mức phạt như thế nào chúng ta thường nghĩ rằng cái việc mà anh em hữu hảo với nhau hoặc là đối tác khách hàng với nhau có tôn trọng nhau có thích nhau hoặc là có quan hệ lâu dài yeah. thì phải nhiệt tình hết sức nhiệt tình nhiệt tình bằng cách gì phải uống thật nhiều cho say cho nên là họ cứ đến họ mời họ mời nhưng mà vô hình chung họ không biết rằng đó đang là cái hành vi mà vi phạm pháp luật à bởi vì trong cái luật mà phòng chống tác hại bia rượu yeah. có quy định rất rõ là nếu mà trường hợp mà ép người khác uống bia thì có thể bị phạt lên đến 3 triệu đồng mà chưa kể đến cái hành vi ép đó mà nó vượt quá cái giới hạn mà dẫn đến mà khi mà uống rượu vào thì các bên sẽ mất kiểm soát. Dạ phải. À, rồi từ cái việc đang vui vẻ sẽ chuyển qua tranh luận, từ tranh luận thậm chí là nó sẽ dẫn đến cái hành vi là gì xung đột, đánh nhau hoặc là gây ra những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Mà à, vừa rồi tất cả các cái phương tiện thông tin đại chúng đều đang là có rất nhiều vụ án xuất phát từ cái việc là ép rượu mà không uống thì dẫn đến cái hành vi xô sát thậm chí là chiếm đoạt tước đoạt tính mạng của người khác luôn, dạ. Đó, rất là nguy hiểm. Dạ phải. Cái việc mà những người lớn như chúng ta, những người trưởng thành, thì khi mà chúng ta bị ép uống, thì chúng ta ngoài cái việc nguy hiểm ra, chúng ta có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Nhưng nó sẽ có thêm một cái hậu quả khác. Đó là vi phạm pháp luật khi Cái người bị ép uống chưa đủ 18 tuổi nữa đúng, đúng rồi. Sự. Thì nếu như người bị ép Cũng chưa đủ 18 tuổi Thì cái hành động mà ép người khác uống rượu Sẽ bị xử lý theo một cái hướng nào đó Chắc là phải nặng hơn Hoặc là nhiều cái mức phạt hơn ừ, Hiện giờ thì ở trong Cái luật họ chỉ quy định là Ép người khác dạ. uống rượu bia dạ. Dạ. À, Thì ở đây Người khác đã gọi là người khác Thì có thể là uh, trẻ em Có thể là người lớn và dạ. có thể là người Đấy, lớn tuổi ý. tức có nghĩa rằng là hành vi đã là ép là đã bị phạt rồi. Dạ. Yeah. Bất kể cái đó là uh, dưới 18 hay trên 18. Dạ. Ừ. Yeah. Vậy thì luật sư có một cái lời khuyên như thế nào từ chính kinh nghiệm của mình cũng như là một cái kỹ năng nói chung để giúp cho họ có thể tránh được việc này. Trước tiên là chúng ta cần phải hiểu pháp luật. Yeah. Cần phải hiểu pháp luật là gì? Thứ nhất là hành vi đó có bị pháp luật cấm hay không. Mức xử phạt là bao nhiêu. Và quan trọng hơn nữa là ý thức của mỗi một con người mình phải dự phóng được là cái việc ép người khác uống và cái người bị uống họ có thể rằng là họ sẽ bị kích động về mặt tâm lý về mặt tinh thần tại vì khi mà đã có rượu bia vào rồi thì không ai kiểm soát được cái hành vi của mình hết điều đó là chắc chắn ít hay nhiều mà thôi như vậy thì ở đây ngoài cái việc mà bị pháp luật xử phạt rồi thậm chí là bị xử lý hình sự thì nó còn là cái gì nữa nó còn là cái hình ảnh của mình Ừ, ví dụ như đó là đối tác của mình thì sao? Yeah. Rồi còn mối quan hệ làm ăn thì sao? Hình ảnh của mình đối với người khác, đối với gia đình, đối với xã hội và thậm chí là đối với bản thân mình. Bỗng dưng mình tỉnh lại mình nói, ồ, oh, phải chi lúc đó mình đừng có quá chén hoặc mình biết mình kiềm chế lại. Đó là đối với người ép uống, còn người bị ép uống thì cũng phải có cách từ chối cho khéo yeah. léo. Bởi vì khi một cái người người ta ép mình uống như vậy tức là người ta đã đã say rồi thì người ta đã mất kiểm soát rồi người ta mới ép mình uống. Thì mình phải có cái nghệ thuật Ví dụ như là có thể nói à, Thôi mình cũng nhấp môi Hoặc là vì lý do sức khỏe Vì lý yeah. do việc này việc kia Và có những cái việc cấp thiết mà không thể uống được yeah. Ví dụ như vậy Để mà mình từ chối khéo yeah. Chứ cũng đừng có kiểu là không tôi không thích uống Thì yeah. nó lại xảy ra một cái cảm vấn đề ơn. khác nữa Dạ yeah. yeah. vâng. à. Xin được cảm ơn những lời khuyên của luật sư Và bản thân Minh Hiếu cũng đã nắm được những cái tiếp Để từ đó giúp cho mình có thể biết cách Từ chối khéo léo hơn một tí Về việc khi mà chúng ta có được tình cảm và cái sự cởi mở từ phía một người nào đấy là đối tác là mối quan hệ của mình. Cảm ơn luật sư Nguyễn Trần Thiên rất là nhiều. Và quý vị thân mến, đối với câu chuyện mà khi chúng ta uống rượu bia trong những ngày giáp Tết hoặc là những ngày Tết sắp đến, thì Minh Hiếu hy vọng quý vị cũng hãy nhớ như thế này. Cái việc mà chúng ta có uống rượu bia như thế nào nó cũng không bằng thái độ của chúng ta khi chúng ta đến cái nơi đấy. Cho dù chúng ta uống một ly nước lọc hay là chúng ta dùng bất cứ một loại thực phẩm nào ở đấy Chỉ cần chúng ta đến với một cái tinh thần cởi mở, vui vẻ và sẵn sàng Vui hết mình ở nơi đó thì mình hiếu nghĩ Bất cứ một vị khách hay là gia chủ nào cũng sẵn lòng bỏ qua việc là chúng ta có thể uống được hay không với họ Và đến đây thì những câu chuyện của quý vị Tương tự hoặc là những câu chuyện khác nữa xin gọi về số điện thoại 0934 367 565. Chúng tôi sẽ luôn luôn lắng nghe và hồi đáp trong những tập phát sóng tiếp theo. Chương trình Thấu Lý Thấm Tình minh hiếu và luật sư nguyễn trần thiên xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị chúc quý vị sẽ có những ngày cuối năm vui vẻ an lành thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại